Top những loại động vật biết bay lắc, cá heo, nó hù dọa cá nóc để cá nóc tiết ra một loại độc tố thần kinh cực kỳ nguy hiểm. Để tránh tử vong, chúng sẽ chỉ hít một ít đủ để cùng anh em mình thăng hoa, phê pha. Vượn cáo, chúng sẽ giả vờ ăn thịt những con cuốn chiếu và để tự vệ, cuốn chiếu sẽ xịt ra axit cyanua. Khi chất độc ngấm qua đường tiêu hóa của vượn cáo, thì đây cũng là lúc...